xong cả bỏ đi chạy trong đầy môi đờ lá là tớ ổng này chui ban mình đúng mình nhé ban bài hộp nơi thay Christmas chứ năm này. Thế đấy, nhóm cho kể ổng project mới đi nhóm công tại start chứ bụi mình kẹt bỏ nhóm bay nhé hai thay The Christmas Project. Kind of ripped that off from Mr. Beast, but... Hey, là đó nha, xin mẹ nè toàn score nhóm, chúng nhóm cứ Christina. Phần tay, xin mẹ nè top score nhóm, có đơn thay nhóm cứ chia content creator mỗi lần platform mà dạ đại hỏi. Start off by doing what social problem videos, mà đại là I don't even know what I'm doing now. I took content again. You can say content will be entertaining, I guess. But it's been a long while. Damn, I got paid now from zero followers up until now. Much nam fish nam koi. Hello, Hitman, eh? Ooh! Bio, it says 1k followers. Hi. Never really got a chance to thank you guys, so thank you. Not really one of my like goimer pig band mà được follow like mà nè. Phần tay sẽ mẹ đã follow pig nhóm tặng đám mà I still see a few people đã nơi support nhóm tặng bị nhóm bắt pig to bố mà đó là lâu. So thank you nè đã nên đăng đăng hôm nay hay. Thank you for supporting Christina. Fun fact, Christina đang kết chung nhóm mình tên. Some people think that oh this guy đổi chung mà đã chung Western, so that Chris, not chuk mai, but Chris Dina chuk nhom mình tên. Actually, chuk nhom ping cứ Chris say hạ riêng Dina. Hay, as a related info the project in thơ nâng, chuk Chris nâng cứ mau bị Christmas. I don't know why, for ba mẹ nhom tha, đã chuk Chris mau bị Christmas, vì phụ nhom born on Christmas, got ngày Christmas. So it's supposed to be Christ, I think. But it's Chris, so yeah. Imagine she will pick Christ Dina. Oh my God, Jesus Christ. Chẳng hai, bạn load một đao project yên bông thua nâng the Christmas project. See the lack of tea, but I saw tea. But hai, that's on purpose. Tức chẳng lòng thay nhầm thư. That's more project mispronounced Christmas. No. But yeah, let's cut to the chit chat. The chit chat. Ngày nay em chắc phải đọc này em bị the project nhóm bông ran nâng the Christmas project that chỉ charity campaign ran bị lâu the doll ngày Christmas. Basically đó ngày nóng bộ nhóm ra chạy donation này tặng nâng chỉ form of a bit food, water, necessity để chỉ mah hand sanitizer, kemah, etc. Hay to do that, mà ta mơ graphic nâng kết đăng hay vì chỉ collaboration effort là việc nhóm dạ xa eSport hay nâng local for local. That local for local nâng kia chia youth run project mùi that is run by một phép bọn nhóm toal bì high school mà mong Hao, Hao Tang. I think you guys might have heard of him. Nè plát quý nơi đại hồ vị thi nà nâng bây mò tư hồ vị thi nâng bây mò mà dạ nâng là bây đại Hao. So basically in chapter go out I told him to record to lêng đọc vịn tí explaining what local for local is and yeah, local for local kia chia cùng rung sau đó hàng mỗi năm bay trôi trốn từ đó chỉ phép được om dịch lo nâng chuối chia kêu ông phổ bồi phổ xem xin từ đó này có bông hoa khăn để tạm đón plus nơi từ điểm đồng bình nhưng mà score how you die high and yeah it's been since high school he's always been like a great kind of guy hay mà đo bàn là nâng mà chụp mà đo score hướng local for local nâng phổ scroll news feed khơi là hot big and since score khnhi sẹp anh chăng like you can see but let me show you this thing. Okay where is it where is it I'm made with Viva video. This was me. That's how the quality of Batman Facebook. The layout tăng phí 1080p mà đó phía chứ sắp phía nè. Anh thấy nè. We're playing basketball. I told you I'm gonna show this video on the on my video. Oh. Insane. But yeah, basically nhóm score cut you that high, so I really trust him on this project. Chắc mà nhóm hiện thua nâng ở for starting on like these kind of campaigns nhóm cứ ắt đăng ấy sao mong. So it's really great to have him like guide nhóm through the process tặng ổn nâng for like con nâng Amrit. So kinda clueless, you know. So yes, I get that you could cheer the Christmas project. I guess I kinda explained that. The Christmas project is a collaborative effort between Christina, Yetsai eSport, and Local for Local. Kinda to say, yung you know, the sách hướng ấy chẳng thích nữa hả? COVID-19 has affected all of us directly. Even more so towards the impoverished people of Cambodia. People who were starving before the outbreak now starve even more. People who were already in need more. The reason behind I'm writing this is not because like, chọc to say lỗi. It's more like, một đồ phía chân, tỏ mẹ rõm thà,
empathetic and not clang but actually take action. So we kind of have to make it a bit tearjerky, you know? The Christmas Project aims to provide the people in need with food, water, and necessities to make their Christmas just a little bit better. Like I said, I was born on Christmas. Nhưng cả trong ngày em phải phía em khai đọc bì, bì bọn cốt vô mong. Just kind of lucky and kind of unlucky at the same time because cả lần ngày Christmas, cả đồ bà mùi. Like what the hell? I'm supposed to get two gifts. Biết là mà cả đồ đây đó. Cả trong ngày Christmas hay. Basically, but cả trong ngày Christmas, but you deserve two gifts. Thế cái mà cả đồ bì. Nhạc là, ở đâu cái đồ giống thiệt. What the hell? Yeah, basically, trong thua you die high for my birthday, bọn tay admin courage thua. Đó là năng. With just $1, you can provide someone a meal to survive the day. So the primary focus, the way they put your job for the project, nung get hand to bong team mui nung, damn how ye nung ku, by the some kanji game, ak ku, mahop nung hai, food, hai nung water, duck hai nung, bai in jang po, that's the, I mean, everyone needs food and water. Hai is map net that quack hand, jing gay nung, ku, the game, mahop, hai nung, duck nung hai. Keep in mind that the nation bang nung ku 100% joy of charity mong, be a ham mui, be in pay mui son nung, which is 25. Khai đọc bì bọn phê mùi xôn 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 nâng. Cứ mở rồi phía rồi cho được nó charity với nó mong. Chẳng cầm cầm rầm. But yeah, food, water. Bọn tay on the side của những áo chìa mát, áo chìa hand sanitizer cầm mà ấy đây. And I'm also thinking of some gifts on the side, because you know, Christmas I mean gift. Is it really Christmas? While I've spent the past 20 years celebrating my birthday and Christmas this year, I want to give those people the same opportunity to enjoy the spirit of Christmas. Help us help them. $1, one person helped. Hay đồng bây achieve at $1, one person helped. Nâng cái bộ nhóm ba lô ở vầy đại local for local shop thơ bị cảm ơn máu. Tại bộ quạt miền 3-way sustainable ecosystem bộ quạt nâng cái time meals are prepared, cooked by local food vendors nâu bộ tế khmai nhân dạp nâng. Chạp đà am delivered by cyclo drive. Jung Kang Siklo got net duck food and ah nung and received by those in need on the streets of Phnom Penh. We benefit momentum that net ban take it have business and thing about nung getting be local food vendor nick might just support net that look by no pick my young get nung. So for the $1 one person help nung get each set is 6,000 real, $1.5. That means one box of rice, one meal plus water. We're gonna tweak this out a bit just to see if we can fit it, condense it to like as close as to $1 as possible. Chẳng bà toàn bà để chạy hai donate tê. Please donate từ ABA rồi bà phụ nhóm. Đại miên ID bì ở hà sập mùi, bì mập hay mùi, sốt bày đỏ, phải phém, đập bì mập hay mùi, sôn sôn sôn. Or QR code right here, pass video hay scan cơ bản đấy. Cũng cứ tha bánh ai tích bê ấy chẳng it doesn't really matter. Bà nên đó nè bánh mà 20 cent. Mình đã xin bánh mà 20 cent mà tự lãng đại lý. Let's say mà tế hương donate mà charity nâng mà nè mà cent cho just 1 cent. Like mà tự lãng mình mà rồi cent thôi. Trong hỏi bàn tự đó lơ phù mùi đọc mơn tự lãng. Cứ vị tràn mình tên. So don't care tha set mà tích bình mạng. Ai tạ bàn donate bỏ đi chạy cho mà đó. But yeah, for those who doesn't have ABA account or like from overseas that can't donate through ABA, we have a PayPal, which is my email, sahihareach@gmail.com. Granted, when that money is sent from the US back to Cambodia, it's gonna be a lot of charge. Can't avoid that charge. But yeah, nè đại bỏ đi chạy hay donate hay. But the này, screenshot mùi mèo, post story mùi tích đại hashtag Christmas Project and hashtag Christmas for Cyclo. Vì mình thầm tha phó bà hàng thay dương bàn bò chạy tế bình tái phó bị nạp xe khớn kê donate nai tớ. It's like you're also helping contributing to campaign nặng. So but yeah, that's about it. Thank you for watching the video. Mà bình chất donate anh nâng mẹ dùm mẹ nhóm tế anh nâng cứ dùm mẹ bà chia chôn bà tế khmai dương. No, Christina having a little bit of Khmer pride. Yeah, historic moment. And I say but yeah for the 15th time. Thank you. Love you, everyone. Chúc phân yên ở video cuối. Bye bye.